Trong cuộc họp nội các hàng tuần diễn ra vào ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận Israel đứng sau các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin và bộ đàm vào Hezbollah hồi tháng 9. Theo truyền thông địa phương, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm chứa chất nổ đã phát nổ trên người các thành viên của Hezbollah trên khắp Liban và một số vùng của Syria hôm 16 và 17 tháng 9. Các cuộc tấn công này đã làm 40 thành viên của Hezbollah thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương. Nhóm Hezbollah tại Liban cho biết các thành viên Hezbollah đã sử dụng máy nhắn tin như một phương tiện liên lạc công nghệ thấp để tránh bị Israel theo dõi vị trí. Hezbollah cho rằng các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm là do Israel xâm nhập mạng lưới liên lạc và tuyên bố sẽ trả thù. Theo Thủ tướng Israel, chiến dịch cho nổ máy nhắn tin, bộ đàm và việc trừ khử lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah được thực hiện bất chấp sự phản đối của các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng và những người chịu trách nhiệm trong bộ máy chính trị. Việc các máy nhắn tin, bộ đàm của Hezbollah phát nổ là một chiến dịch tình báo cực kỳ tinh vi của Israel suốt nhiều năm, trong đó Hezbollah bị lừa mua các thiết bị đã bị can thiệp. Hồi tuần trước, Liban đã đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan Lao động Liên Hợp Quốc về các vụ tấn công chết người của Israel, gọi đó là cuộc chiến tranh tàn khốc chống lại loài người. Được biết, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban nổ ra ngay sau cuộc chiến của Israel và Hamas ở Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Kể từ đó, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Liban. Rác thải nhựa từ lâu đã được cảnh báo là khó phân hủy và gây tác hại không nhỏ đối với môi trường cũng như sức khỏe cộng đồng. Thế nên việc thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa là vấn đề hết sức cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Tự phân loại rác thải tại nhà và rác thải nhựa tự thu gom, nhặt nhạnh ở ven đường, ngõ xóm, rồi về xử lý theo hướng dẫn của chị em hội phụ nữ xã. Những việc làm này đã trở thành thói quen nhiều năm qua của bà Trần Huỳnh Liên và nhiều chị em phụ nữ khác trên địa bàn xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Những bao rác thải nhựa như thế này sẽ được đem đến điểm tập kết để cân bán theo định kỳ. Cô thấy cái này nó rất tốt, cho nên là cô cũng tham gia, rồi rác thì rác ở nhà cũng có, rồi cô đi, thí dụ như cô đi dài đường, cô gặp rác mà cô thấy nó không có đẹp, không có mỹ quan của cái đường thì cô lụm, rồi thu gom về để đó, rồi vừa sạch đường, sạch ngõ, rồi vừa có lợi cho mình là mình bán được để mình có tiền thêm. Và bản thân cô cũng là một cái hộ nghèo, người già cô đơn, cho nên là cô cũng không có làm gì ra tiền cho các cháu. Cho sau khi nghe phát động cái này thì cô thấy làm nó cũng được, nó cũng dễ làm với cái khả năng lớn tuổi của mình. Cứ như vậy, chị em phụ nữ động viên nhau, mỗi người đều có ý thức thu gom rác thải nhựa, định kỳ gom lại cân ký một lần. Điều đặc biệt là số tiền bán rác thải nhựa này không để túi riêng ai mà dùng để mua lấy những phần quà thiết thực và ý nghĩa như thế này để đưa đến với từng hoàn cảnh bệnh tật khó khăn của địa phương. Chúng bệnh ung thư vậy đó, hội phụ nữ xã cũng giúp đỡ em tận tình, nhà cửa giờ mà tiền bạc vậy đó cũng đỡ, giúp đỡ với gạo thóc ăn cũng đỡ. Cũng cảm ơn hội phụ nữ xã giúp đỡ tận tình. Thì mình vận động hội viên của mình là hàng tháng đi họp, đã phân loại rác rồi thì đem cái rác thải nhựa tới họp tổ để mà mình cùng để vô ngôi nhà này. Mỗi một tuần thì hội viên chúng tôi đều ra quân những cái tuyến đường cụm dân cư như vậy để mà chúng tôi phát quang, làm sạch rác thải để cái con đường xanh sạch đẹp. Tận dụng nguồn rác thải nhựa để tạo kinh phí cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã là cách làm sáng tạo của hội phụ nữ xã Bình Hàng Trung nhằm tạo sự lan tỏa ý thức trong hội viên, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn xã đã vận động xây dựng được 5 nhà mini để chứa rác thải nhựa, trải đều 4 ấp với 28 trên 28 tổ hội phụ nữ tham gia thu gom rác thải nhựa, đổi lấy tiền, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ cho hội viên già yếu, neo đơn, học sinh vượt khó học giỏi. Trong 3 năm, số tiền thu được từ gom rác thải nhựa từ mô hình đã lên tới 48 triệu đồng, tiếp sức cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Thì cái mô hình biến rác thải nhựa thành tiền này, thứ nhất là nó tạo cái điều kiện để cho người dân xử lý và tận dụng cái rác thải nhựa một cách triệt để. Có thể là những cái hộ mà người ta không có tiền để đóng tiền rác, người ta tận dụng rác thải nhựa này để người ta bán, người ta lấy tiền để đóng tiền rác thải sinh hoạt hàng tháng. Trong thời gian tới, từ cái mô hình của hội phụ nữ, ủy ban xã sẽ nhân rộng cho các đoàn thể khác, phát động mỗi người dân phải tham gia tích cực, tận dụng tối đa cái rác thải nhựa để mình làm cho vệ sinh ngày một tốt hơn.
Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rác thải nhựa là mối hiểm họa đối với môi trường. Nếu không được thu gom, xử lý, tái chế, rác thải nhựa phải mất vài trăm năm cho đến cả ngàn năm mới phân hủy. Vì vậy, thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa là việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sống của mỗi chúng ta, cũng là góp phần làm cho thế giới sạch hơn. Hiện đang là mùa của hồng ngâm. Nhiều người thích ăn quả này vì nó không quá ngọt, thơm và rất dễ ăn. Hơn nữa còn mang lại khá nhiều công dụng cho sức khỏe và sắc đẹp. Tuy nhiên ăn quá nhiều có thể khiến chúng ta nhập viện. Mới đây, Bệnh viện 19 tháng 8 cho biết, tiếp nhận một bệnh nhân vào điều trị cho xuất hiện khối thức ăn vón cục trong dạ dày sau khi ăn hồng ngâm. Nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể gây tình trạng tắc ruột. Khoảng một tuần trước, người phụ nữ này ăn hai quả hồng. Tuy nhiên sau đó bụng xuất hiện tình trạng đau âm ỉ, rất khó chịu, thậm chí gây mất ngủ. Tới bệnh viện thăm khám, bà được xác định có bã thức ăn tắc ở dạ dày, cần phải thực hiện thủ thuật để tống bỏ. Nếu không sẽ gây nhiều hệ lụy tới sức khỏe. Ăn xong độ khoảng 2 ngày thì thấy nó có đau. Nó có đau, nó đau bụng và nó cứ cương người lên, thì đi khám thì thấy là có cái bã thức ăn ở trong dạ dày. Thì không biết là như thế nào và do đâu thì cũng không biết như thế nào cả. Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp hy hữu. Không ít trường hợp xuất hiện các khối bã thức ăn trong hệ tiêu hóa sau khi ăn một số loại thực phẩm có nhiều chất tannin như hồng ngâm, xoài xanh, ổi hay thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng. Với người lớn tuổi, trên các bệnh lý mãn tính cũng như hệ tiêu hóa kém, vận động ít là một trong những yếu tố nguy cơ dễ gây tắc ruột do bã thức ăn. Trong tất cả những cái thức ăn đấy, ví dụ như là măng hoặc là dưa chua, thì người ta nghĩ rằng là đấy là chất xơ, nhưng bản thân là chất xơ này là chất xơ mà cái dịch vị tiêu hóa của đường tiêu hóa nó không thể nào mà tiêu hóa được, bởi vì nó đều là chất khó tiêu. Cái thứ hai đó là một số các cái mỡ bò hay là gân bò hay là những cái móng giò ấy, bản thân cái đấy nó rất là nhiều các cái collagen và bản thân nó cũng không dễ được tiêu hóa bởi thức ăn, cộng với nếu như một số các cái quả chát chua, ví dụ như là quả hồng hay là những cái quả hay có quả xoài xanh hay là ổi xanh hay là quả nhót, thì nó rất là nhiều các cái tannin. Chuyên gia khuyến cáo nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng, nồng độ axit clohydric cao, hoa quả có nhiều chất xơ, có nhiều nhựa dễ bị kết tủa làm kết dính các sợi xơ thực vật tạo thành khối bã rắn chắc. Khi thấy dấu hiệu bất thường, người dân nên tới cơ sở y tế thăm khám, tránh để lại các biến chứng nguy hiểm. Khi mà cái bã thức ăn đấy nó sẽ đè ép vào dạ dày, khi mà mỗi lần mà dạ dày nó co bóp nhà trộn thì nó sẽ gây ép vào niêm mạc và đã gây loét. Thế thì bệnh nhân sẽ, nếu như mà loét lâu nó có thể chảy máu, hoặc là mình để cái bã thức ăn đấy chẳng may nó rơi xuống ruột non thì nó sẽ tắc ở đấy. Bởi vì dạ dày thì nó còn to chứ ruột non thì rất là nhỏ, và khi nó lưu thông như thế thì nó có bác nó đẩy tống đẩy như thế thì nó có thể gây bán tắc hoặc là tắc, thì khi đấy lại phải phẫu thuật. Để dự phòng nguy cơ tạo khối bã thức ăn đường tiêu hóa, cần lưu ý cách ăn uống cho người cao tuổi. Thức ăn phải nấu chín, ninh nhừ, uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước một ngày, tập thể dục đều đặn, nấu chín thức ăn, nhai kỹ khi ăn. Nếu có tiền sử về bệnh tiêu hóa, người dân nên tránh các thực phẩm khó tiêu, các loại quả có vị chát.